Đông Khánh, hoàng đế thứ 9 của nhà Nguyễn. Đông Khánh đế chữ Hán, tông trinh 19 tháng 2 năm 1864 đến 28 tháng 1 năm 1889, tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Thị, Doan Phu Ưng Si, và Nguyễn Phúc Ưng Đường, Doan Phu Ưng Tang, lên ngôi lấy tên là Nguyễn Phúc Biện, Doan Phu Biên, là vị hoàng đế thứ 9 của nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam, tại vị từ năm 1885 đến 1889. Đông Khánh Nguyên là con nuôi của Vô Tự Đức, năm 1885. Sau khi triều đình Huế bị thất bại trước quân đội Pháp trong trận Kinh Thành Huế, vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết bỏ chạy ra Quảng Trị, người Pháp đã lập ông lên làm vua, lập ra chính quyền Nam Triều dưới sự bảo hộ của Pháp. Trong thời gian trị vì của ông, thực dân Pháp bắt đầu những công việc đầu tiên để thiết lập nền đô hộ kéo dài hơn 60 năm ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, trong khi triều đình Huế chọn lối ngoại giao hòa hoãn, tránh gây xích mích với người Pháp, đồng thời tranh thủ xây dựng và quản trị nội bộ. Đông Khánh đế chủ trương tiếp thu nền văn minh Pháp, dùng các mặt hàng Tây phương, cách tân và áp dụng các chính sách để nội địa hóa quản trị trong nước. Ông từng được người Pháp trao tặng huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh. Cũng vì nguyên do đó mà hầu hết các sử sách của Việt Nam sau năm 1945 thường đánh giá ông như một ông vua phản động, thân Pháp, vì quyền lợi của riêng mình mà cam tâm làm bù nhìn, tay sai cho ngoại bang. Vua Đông Khánh là vị vua triều Nguyễn đầu tiên chấp nhận sự bảo hộ của Pháp ở Bắc và Trung Kỳ. Có lẽ nhà vua biết rõ nước Nam không đủ sức mạnh quân sự để đánh Pháp. Một trong những công trạng lớn nhất của vua Đông Khánh khi ở Ngai Vàng là đòi lại kho báu của triều đình nhà Nguyễn bị Pháp cướp đi sau khi Kinh Thành Huế thất thủ. Chính phủ Pháp đồng ý trao trả lại 1/2 số vàng bạc và báu vật cướp được. Triều đình Huế yêu cầu người Pháp ưu tiên trả lại ấn triệt, sách vàng và những đồ thờ tự bằng vàng bạc mang tính quốc bảo, vì thế mà hiện nay, Việt Nam vẫn còn giữ lại được khá nguyên vẹn các bảo vật của triều Nguyễn. Đầu năm 1889, Đông Khánh nhuốm bệnh nặng và qua đời khi còn khá trẻ, chỉ trị vì được 4 năm, miếu hiệu là Cảnh Tông Trinh Dông. Kế nhiệm ông là vua Thành Thái. Các đánh giá về vua Đông Khánh. Theo sử quan nhà Nguyễn, vua là người sáng suốt, quả cảm, cương quyết, lanh lợi, để trí về trung hưng, mọi người đương có hy vọng như tuyên vương nhà Chu, thế mà không được sống lâu, không thành được việc lớn, đáng tiếc thay. Cảnh Tông thuần hoàng đế, tư chất hơn bậc thượng triết. Vận hội gặp buổi trung hưng, khôi phục ngôi cao, cả nhận mệnh lớn, kính trời đất, làm lễ nam giao. Theo tổ tiên giữ hiến chương cũ, phụng thờ Hoàng Thái Hậu, hiếu thảo một lòng, đối xử với họ hàng, ơn ban khắp cả. Lấy lễ độ đối đãi bề tôi, dùng khoan hòa trị yên dân chúng, thân gia chiến trận, công võ hiển dương, sửa lệ bang giao, lân hiếu càng hậu, xem tờ can gián, nêu thưởng kẻ trung ngôn, nghe giảng kinh diên, biết rộng đạo hiền thánh. Yêu dân trăm việc, trị ngục hoãn hình. Cùng là mở rộng khoa thi, ra ơn cho sĩ tử, tha số thuế thiếu, để vỗ yên nhân dân, gặp khánh tiết thì ban ân, cứ đầu xuân là thưởng khắp. Trương Vĩnh Ký nhận xét về hoàng đế như sau. Ngày đêm ông hoàng miệt mài đọc sách, tranh thủ tiếp thu chữ nghĩa một cách chăm chỉ tại thư phòng. Nhờ thế, ông tỏ ra thông hiểu triết học, lịch sử và văn chương viễn đông, giỏi hơn một nhà nho trung bình. Trong các cuộc hội họp của nội các, ông hoàng nổi bật do sự mẫn tiệp đánh giá đúng người đúng việc của ông. Sống giữa lòng dân tộc, ông hoàng có thể có những quan sát cá nhân để lượng định tình trạng khốn khổ của dân chúng. Về phần phẩm hạnh, ông hoàng giữ ý tứ giữa các anh em cũng như các đấng sinh thành, mối hòa đồng mà Khổng Tử đã khuyến dạy. Ông hoàng trẻ này có vẻ thông tuệ và nhã nhặn, dễ dàng thích nghi với những tập tục ngoại lai xét ra ưu việt hơn những lề thói của người bản xứ. Trước 1975, tên vua được đặt cho một đại lộ tại Sài Gòn. Nay là đường Trần Hưng Đạo tại quận 5 cũng như hai trường phổ thông nổi tiếng tại Hà Nội và Huế trường nữ sinh Đông Khánh nhằm vinh danh ông. Một số đánh giá khác của một số nhà sử học đánh giá Đông Khánh là một ông vua bù nhìn vì quyền lợi của mình mà luồn cúi với người Pháp, bán rẻ quyền lợi của dân tộc. Về chủ trương chiêu dụ của Đông Khánh đối với phong trào Cần Vương, tác giả cho rằng chủ trương phủ dụ của Đông Khánh là chiêu bài xảo trá, âm mưu nhanh chóng tiêu diệt lực lượng Cần Vương hòng dập tắt phong trào yêu nước của nhân dân chống thực dân Pháp và triều đình thân Pháp để củng cố một vương triều vì lợi ích của ông vua Bù Nhìn. Với chủ trương này, ông vua Bù Nhìn Đông Khánh ngày càng bộc lộ bản chất nhu nhược, thần phục ách đô hộ của thực dân Pháp để lại một vết nhơ trong lịch sử.